vâng xin chào các cô chú anh chị và các bạn dạ kính thưa quý vị hiện tại mai vũ đang cập nhật tình hình tin tức của ngày 29 tháng 12 nha quý vị thì những cái thông tin mà mai vũ thu thập được trong ngày hôm nay rất là nhiều đó là thông tin đầu tiên nhà sáng lập ra à, sáng lập nhà lập pháp California đã đưa ra cái dự luật mà giúp đỡ những cái đứa trẻ mất cha hoặc là mẹ vì covid 19 và người đàn ông tiêm 16 mũi vaccine covid 19 thêm một người nữa quý vị lãnh cái án tử hình này tại vì ném hai con ra khỏi cửa sổ quý vị thấy cái thông tin nó hãi không ba người trong gia đình ở bên hưng yên đã chết sau khi ăn cái bữa trưa và giá của xe hơi đó xe hơi cũ hiện tại bây giờ nó đang tăng nhanh hơn bitcoin chứng khoán vì sao cái thành phố của quebec cho nhân viên những cái người mà nhân viên y tế mà bị mắc covid 19 đi làm thì cái chỗ này ở bên canada nha quý vị những cái trường đại học của mỹ đã miễn phí cho học sinh những cái người sinh viên quốc tế và hu cảnh báo có nguy cơ mà tự cái con biến thể mới omicron rất là cao vì sao một số người đó họ không có mắc covid 19 cho dù họ tiếp xúc với những người mà bị mắc covid 19 đó là những cái thông tin Mai vũ sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay mai vũ cảm ơn rất là nhiều những cô chú và anh chị đã luôn yêu thương và ủng hộ mai vũ trong suốt cái thời gian qua à, quý vị ơi nhớ là hãy ủng hộ nếu mà ủng hộ mai vũ thì hãy ủng hộ cho chót nha quý vị hãy nhấn cho mai vũ những cái like cái nhấn thích À, nó hoàn toàn miễn phí hoặc là ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ đó thì hãy bấm cho Mai Vũ một cái đăng ký nha tại vì đối với quý vị cái đăng ký hoặc là cái nhấn like nhấn thích nó hoàn toàn miễn phí dạ Mai Vũ cảm ơn rất là nhiều. Cái thông tin đầu tiên Mai Vũ uh, mến gửi tới cho quý vị đó là nhà lập pháp của California đã đưa ra những cái dự luật mà giúp đỡ cho những cái đứa trẻ này, những cái người mà mất cha mẹ đó, mất cha hoặc là mẹ vì Covid 19 thì một nhà lập pháp ở California muốn đưa ra cái dự luật này để giúp đỡ cho những trẻ em mất cha hoặc là mất mẹ vì Covid-19. Thượng nghị sĩ của tiểu bang Nancy bữa hôm thứ hai đã đã công bố cái kế hoạch dự, dự luật này vào tháng tới nhắm tạo ra hot saving account cho trẻ em California có uh, có mẹ cha hoặc là người chăm sóc chính đó đã bị tự vì Covid-19. Và tối đa là 3.000 đô la sẽ được gửi cho trẻ em dưới 9 tuổi và lên tới 5.000 đô la cho những người thanh thiếu niên từ 10 cho tới 17 tuổi Trong những cái tài khoản Tiết kiệm mà đặc biệt Và Skinny nói Chúng tôi có thể là đủ cái khả năng Để mà đảm bảo những cái đứa trẻ này Phải chịu mất mát sẽ được an ủi Khi mà biết rằng chúng sẽ được giúp đỡ Một chút khi mà không còn cha mẹ Để mà nương tựa. Và theo văn phòng của Skinny Thì ước tính là có khoảng 20.000 những trẻ em California Mất cha hoặc là mất người chăm sóc Vì Covid-19 trên toàn quốc thì hơn 140.000 trẻ em mất cha do Covid-19, mất cha mẹ do Covid-19. 67% trong số mà những trẻ em này không có phải là người da trắng. Và cái dự luật này nó cũng sẽ yêu cầu cái cơ quan dịch vụ nhân sinh và y tế của California báo cáo với lại cái cơ quan lập pháp về cái những cái chi phí bổ sung và cái quyền hạn mà cần thiết để mà cung cấp Tài khoản hy vọng này cho tất cả trẻ em đó là người được chăm sóc lâu dài trong cái hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng của tiểu bang và những trẻ em khác mà bị ảnh hưởng bởi vì nghèo. <laughs> và Gaskin là chủ tịch và giám đốc của điều hành của uh, của Brexit đã chấm dứt nghèo đói ở California cho biết là cái đạo luật này nó hy vọng cho trẻ em đó là đạo luật mà đầu tiên tìm cái cách mà cung cấp hỗ trợ cho trẻ em. Những cái tài khoản mà ủy thác này được mô phỏng theo những cái trái phiếu trẻ em sẽ đảm bảo rằng những cái đứa trẻ này nó có cái nguồn tài chính khi mà chúng chuyển sang cái tuổi mà trưởng thành và sẽ tạo ra cái cơ hội California hỗ trợ trẻ em khác bị ảnh hưởng bởi vì nghèo đói trong tương lai <laughs> một thông tin khác nữa người đàn ông này tiêm 16 cái mũi vaccine covid 19 của vị lúc trước là đã có một người đàn ông tiêm rất là nhiều mũi vaccine covid 19 thì hôm nay là có một người nữa quý vị 16 mũi thì ông này ông ở, ở bên Indonesia ông là người đàn ông ở ở cái tỉnh phía nam của Sulawesi ông nói rằng anh ta đã tiêm hai cái mũi của Sinovac sau đó thì ông tiêm thêm 14 cái mũi cùng cái loại này những cái người mà do dự để mà được trả công đó và ông này thì ông ở một cái hiện của Rinrang đầu tháng này ông đăng lên một cái video trên mạng xã hội ông cho biết là được trả 100 đô cho tới 800 không phải trăm đô mà một một, một trăm ngàn cho tới 800.000 puri tương đương với khoảng 7 cho tới 56 đô la Mỹ cho mỗi một cái mũi tiêm. Trời ơi quý vị. Có 7 cho tới 50 mấy đô la Mỹ cho một cái mũi tiêm vậy mà ông ta dám đưa cái bản thân của ông ta ra để mà hứng tàn đó quý vị. Thì những cái người mà thuê người này nè, muốn được cấp những cái chứng nhận tiêm chủng nhưng mà không có muốn tiêm vắc Indonesia hiện tại bây giờ yêu cầu người dân phải có những cái chứng nhận tiêm chủng nếu mà muốn đi du lịch hoặc là tới cái nơi công cộng nhưng mà trung tâm như là trung tâm mua sắm quán cà phê và nhà hàng. Thì ông này ông khẳng định là ông đã tiêm đủ hai mũi vaccine trước đó, đồng nghĩa là anh ta đã được tiêm cái mũi tổng cộng là 16 mũi vaccine. Cảnh sát của địa phương và Bộ Y tế của Indonesia đang điều tra những cái tuyên bố trong cái video và sẽ quyết định liệu có buộc tội anh này về cái luật mà bệnh truyền nhiễm hay là không. Thì theo cái luật này, bất kỳ ai mà cản trở kiểm soát đại dịch này có thể là bị phạt tù tới một năm và bị phạt tiền Video của anh này đã nhanh chóng lan truyền ra trên mạng xã hội của Indonesia. Nhưng mà không phải ai cũng sốc. Tại vì đó không có phải là cái điều mà ngạc nhiên với lại tôi bởi vì tâm lý do dự và bài vaccine nó tồn tại đáng kể ở đất nước này. Và Dicky là nhà dịch tễ học đó tại cái đại học của Greenfield, Australia cho biết là đó cũng là một trong những cái lý do mà tốc độ tiêm chủng bắt đầu chậm lại, đặc biệt là bên ngoài của cái hòn đảo mà Java và cảnh sát người này tên là Lu đã thu thập những cái danh sách những cái người mà cái anh chàng Rahim này ăn tiêm ăn tiêm thay cho và yêu cầu họ phải đi tiêm vaccine ba người trong số đó nói rằng họ không có tiêm chủng tại vì họ sợ kim tiêm và lo lắng những cái tác dụng phụ và những cái lý do mà phổ biến khác đó khiến cho người dân họ chần chừ đi tiêm chủng ở bên Indonesia bao gồm thiếu những cái thông điệp tích cực rõ ràng về cái lợi ích của vaccine và người dân thì nghi ngờ về chính quyền của địa phương ở một số những cái khu vực. Cái câu chuyện về Donna, doanh nhân 56 tuổi, tới từ cái thành phố của Medan, của cái đảo mà Sumatra cũng cho thấy là cái tâm lý mà nghi những cái nghi ngại vaccine này trong cái cộng đồng của Indonesia, ông ta đã tiêm cái mũi của Sinovac thứ hai hồi tháng 7 và tháng trước. Thì một người bạn gọi cho ông ta và hỏi đó, có muốn đi tiêm thêm cái mũi tăng cường hay không? Ông cho này ông đồng ý, dù Bộ Y tế của Indonesia chưa có phê duyệt cho cái mũi tiêm nhắc lại cho hầu hết những người dân. do do cái nguồn mà cung thiếu hụt, nhân viên y tế thì được ưu tiên với lại khoảng 1,2 triệu mũi. Nhắc lại được tiêm cho những cái người mà đã tiêm cái mũi thứ hai ít nhất là 6 tháng trước. Và Bộ trưởng Y tế Budi cho biết là cái mũi tăng cường này nó sẽ chỉ được cung cấp cho công chúng khi mà 50% dân số đã được tiêm hai mũi và Indonesia hiện tại bây giờ chưa có đạt được cái mục tiêu đó. Số liệu của chính phủ cho thấy là khoảng 110 triệu, à, tương đương với khoảng 41% dân số đã được tiêm hai mũi. Tuy nhiên, đó là đã được tiêm cái mũi thứ ba tại cái văn phòng của bạn. Một cái y tá nói với là ông rằng đây là vaccine thừa của trung tâm y tế cộng đồng và cô ấy nói vaccine này đó là bị người dân của địa phương từ chối. Ông cho hay như vậy. Theo y tá trung tâm y tế thì có những cái chỉ tiêu lượng vaccine phải tiêm hàng ngày và bất kỳ cái liều nào mà chưa có sử dụng sẽ được nhân viên y tế này cho những cái người mà sẵn sàng nhận và trường hợp của đo này này cho thấy là tâm lý chần trừ tiêm chủng đã làm cho phức tạp thêm những cái nỗ lực tiêm chủng ở cái nền kinh tế mà lớn thứ nhất của Đông Nam Á này lớn nhất Đông Nam Á này nơi mà những cái thách thức về những cái hậu cảnh đó khiến cho cái chiến dịch tiêm chủng ở cái quốc gia gồm 17.000 những cái hòn đảo nó trở nên vô cùng khó khăn. Indonesia hiện là một cái vùng mà lớn nhất Đông Nam Á với hơn 4,2 triệu ca nhiễm, trong đó có 144.000 người đã tử vì Covid-19. Dicky là nhà dịch tễ học và đại học của uh, Rupit của của nước Úc cho rằng để mà tránh xảy ra cái trường hợp uh, tiêm hộ thì giới chức của y tế đó cần phải dành nhiều thời gian hơn để mà xác minh danh tính và những nhanh chóng xử lý những cái vi phạm bất kỳ cái điểm nào không có không có trùng khớp theo cái quy định người dân Indo indonesia phải cung cấp cái bản sao những cái giấy tờ tùy thân và có ảnh để mà được tiêm phòng nhưng mà những cái phòng khám ở một số những cái khu vực dường như là không có tuân theo những cái yêu cầu này Trời ơi quý vị, chỉ vì tiền thôi mà đi ra nhận 16 cái mũi vaccine Thì cũng may là cái anh này đó, anh còn vẫn còn có thể tỉnh táo để anh đi lên, anh làm video và anh up lên trên cộng đồng mạng xã hội đó quý vị Ông này đúng là không sợ gì cả Giống như kiểu lại ông giờ bụi này đã làm sai trái rồi mà còn dám như đăng ra cho cộng đồng biết là ừ, tôi làm chuyện đó Quá là liều Lệnh án tự hình tại vì ném hai con ra ngoài cửa sổ quý vị Đau lòng quá quý vị ạ à thì người này, ông này là ông Giang Bo, ông bị kết án tử hình tại vì ông ném hai con ra khỏi cửa sổ tầng 14 do nghe lời xúi dục của tình nhân. Và người nhận cái bản án, người tình nhân đó cũng nhận cái bản án tương tự. Thì trong cái phán quyết mà đưa ra bữa hôm nay đó, Tòa án Nhân dân của Trung Quốc cấp số 5 tại cái thành phố mà trùng khánh của Trung Quốc cho biết Giang Bo đã ngoại tình với lại Chen Chen khi mà vẫn trong cái cuộc hôn nhân với lại vợ cũ Minh Linh và Giang và Chen đó ly hôn hồi tháng 2 của năm 2020. Mỗi người nhận nuôi một đứa con gồm bé trai 1 tuổi và bé gái 2 tuổi. Tuy nhiên, Di không có muốn chồng tương lai của mình có con với lại người phụ nữ khác. Và cha mẹ của cô này cũng không có đồng ý để mà con gái kết hôn với lại người đàn ông đã có con. Vì vậy đó, Di từng nhiều lần yêu cầu là ông Giang này hãy giết hai đứa trẻ đi, và khi mà những cái đứa trẻ này nó không còn nữa thì em sẽ kết hôn với anh. Tại sao anh không có giết cả hai? Tại vì dù gì đó thì anh cũng sẽ làm làm vậy. Ông Chen vợ cũ của Giang dẫn lại cái lời của của Gi từng nói trong những cái tài liệu pháp lý và vào ngày mùng 2 tháng 11 của năm 2020 thì Giang um, uh, sắp xếp một uh, cái buổi mà tụ họp cho hai con tại nhà riêng trên cái tầng 14 của một cái tòa nhà chung cư và sau đó đó ném cả hai đứa trẻ này ra khỏi cái cửa sổ. Theo cái lời kể của hàng xóm, thì người đàn ông này đã vội vã chạy xuống cầu thang bằng cái chân trần và khóc bên cạnh những cái đứa trẻ này. Một bé đã tử vong tại chỗ và bé còn lại đó thiệt mạng trong bệnh viện. Thì ban đầu, đây được cho là một cái vụ mà tai nạn bởi vì Giang khai rằng anh ta đang ngủ khi mà hai đứa trẻ này nó rơi từ cửa sổ Tuy nhiên, ông Giang cuối cùng đó ông thú nhận với lại cảnh sát rằng anh ta cùng với lại Di đã lập ra những cái mưu này để giết chính con của mình. Thì những cái bằng chứng này đã được đưa ra trong cái phiên phiên tòa mà hồi tháng 7, Giang đó, hôm nay bị kết án tử hình và Di cũng nhận được cái bản án tương tự với lại cái tội danh là giết người vì đã xúi dục Giang thực hiện những cái tội ác. Chưa rõ hai người này có kháng cáo hay là không khi mà Giang Bo do dự và di đã buộc anh ta phạm tội cuối cùng thì anh ta đã làm theo và cái bản án có cái đoạn theo cái tòa án thì gặp tình nhân này là vi phạm cả vô cái luật pháp và những cái giới hạn của đạo đức gây ra cái ảnh hưởng xã hội khủng khiếp quá là ác luôn quý vị không biết tại sao cái cô tình nhân đó cố lại có những cái suy nghĩ đó là trời ơi có cái suy nghĩ mà quá là kinh khủng luôn nói vì hãy giết con đi thì thì tôi sẽ ở với anh tôi em sẽ lấy anh trời ơi sao mà lại có những cái suy nghĩ mà kinh khủng như vậy nếu mà nghĩ như vậy tại sao không đi tìm một người độc thân để mà đỡ phải xảy ra án mạng cho hai đứa trẻ đó quý vị tại sao không đi tìm một người độc thân đi mà đi tìm cái ông có hai đứa trẻ để làm cái gì và sau đó thì xuống người ta giết trẻ ác quá cuối cùng hai người đó phải lãnh cái án trung thân là quá quá đúng cho cái mức án đó rồi ba người trong gia đình này ở bên Hưng Yên đã chết sau khi mà ăn bữa trưa quý vị xong rồi thông tin mà cũng không biết chuyện gì xảy ra luôn á thì thông tin này từ Hưng Yên Việt Nam tối ngày 28 tháng 12 ông này là ông Hoàng Văn Bắc ông là chủ tịch của cái xã Hùng An này của cái huyện mà Kim Đông ông cho biết là cái cơ quan mà công an đó đang điều tra cái vụ ba người này trong một cái gia đình ở bên cái xã này bị chết sau khi mà ăn cái bữa cơm trưa nghi là do ngộ độc thực phẩm và theo báo tuổi trẻ trưa ngày 26 tháng 12 thì tại nhà của ông Nguyễn Văn Sạng ở bên ở cái thôn mà Lai Hạ Trung, cái xã mà Hồng An có những cái con cháu này tới chơi và tổ chức ăn cơm trưa. thì cái bữa cơm trưa này nè có 9 người gồm vợ chồng ông Sảng và gia đình của hai con gái đó là chị Nguyễn Thị tươi cùng với lại Nguyễn Thị Tình. Sau bữa ăn trưa cả hai gia đình này người con thì trở về nhà của cái xã Ngọc Thạch, xã Ngọc Thanh và xã Đồng Thanh huyện Kim Độc. Tuy nhiên tới tối cùng ngày đó thì con trai 8 tuổi của chị Tươi này và con gái 4 tuổi của chị Tịnh cùng có một cái biểu hiện đau bụng, nôn mửa và chết tại nhà. Gia đình hai cháu bé này đều từ chối giám định những cái pháp y và tổ chức an táng ngay cho những cháu. Chú quý vị sao là làm như vậy quý vị? Thì cùng cái thời gian này cả hai người mẹ đó của nạn nhân này chị Tươi và chị Tịnh cũng có những cái triệu chứng đau bụng, buồn nôn, và được gia đình đưa đi cấp cứu tại cái bệnh viện ở Hà Nội. Thế nhưng tới trưa ngày 28 tháng 12 thì chị Nguyễn Thị Tươi đã không có qua khỏi. Theo ông Bắc, qua những cái điều tra sơ bộ thì cái bữa cơm trưa tại nhà của ông Sạng này có thịt rang, giò chả và rau cần. Hiện công an đang điều tra và chưa có cái kết luận. Báo của Hà Nội mới dẫn tin của từ Bộ Y tế cho cho hay là trong cái tháng mà 11 vừa qua, Việt Nam cũng đã xảy ra những cái vụ mà ngộ độc thực phẩm với lại 7 người bị phải nhập viện cấp cứu, cấp uh, cấp cứu. Tính chung trong 11 tháng qua thì Việt Nam xảy ra 56 cái vụ và 1526 người đã bị ngộ độc, trong đó có 5 người tử vong. Trước đó trong năm 2020, Việt Nam đã ghi nhận 139 vụ những cái vụ mà ngộ độc thực phẩm làm cho 3.094 người đã mắc và 3, 30 trường hợp tử vong. Ngành y tế đã phát giác ra 58.318 những cái cơ sở mà vi phạm về an toàn thực phẩm, Sự phạt 10.077 cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Phong, ông là cục trưởng của cái cục mà an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, ông cho rằng đây là những cái con số rất là đáng suy gẫm tuy nhiên để mà hạn chế những cái vụ mà ngộ độc thực phẩm này thường xuyên xảy ra ở Việt Nam thì cái cục an toàn thực phẩm này chỉ khuyến cáo chung chung người dân đó tuyệt đối không có sử dụng những cái thực phẩm khi mà không có biết rõ nguồn gốc và xuất xứ không có um, không có sử dụng thực phẩm đã thiêu mốc trong khi trong khi mà không có những cái biện pháp nào mà phòng chống cụ thể cũng như là cái việc mà dẹp bỏ những cái cơ sở sản xuất thực phẩm bệnh tình hình quá là đau lòng ở Việt Nam quý vị thực phẩm bệnh trời ơi rất là nhiều những cái chuyện mà nó mấy vũ cảm thấy như là có thể tránh khỏi đó mà Việt Nam của mình đó thì chờ những cái đó thì quý vị khỏi nói quý vị cũng biết rồi cho bán tràn lan người ta muốn lời đối vị người ta muốn lời người ta nấu đồ ăn người ta bỏ vô những cái như như bây giờ thay vì mình hầm mấy tiếng đồng hồ mới ra được một cái xương đó nha không cần cầm họ phải hầm nhiều họ chỉ cần co cho một cái một cái chất gì đó làm làm nhừ đồ ăn vô thôi là thay vì nấu 2 3 tiếng thì họ chỉ nấu khoảng mười mấy hai chục phút thôi quý vị là có một cái nội phở đó là chỉ là một cái ví dụ thôi nha nên bây giờ ở về Việt Nam đó nhiều khi người ta không có dám đi ra ngoài để ăn những cái quán mà không có giống như kiểu là mình không có biết đó không có dám ăn Rồi ăn vô sợ lỡ có bệnh này bệnh kia sao đâu biết họ bỏ những cái gì vô trong đó nhìn thì nó bắt mắt thịt đó nhưng mà không biết là có những cái gì kinh quá quý vị à giá xe hơi cũ nó đang tăng nhanh hơn chứng khoán và bitcoin thì thông tin này từ chicago illinois xe hơi cũ đó bây giờ đôi khi nó có giá trị của nó còn nhiều hơn những cái món mà đầu tư thông thường theo những cái thông tin từ cnbc bữa hôm chủ nhật ngày 26 tháng 12 giá xe hơi cũ nó đang tăng nhanh hơn bitcoin và những cái món mà tài sản khác ông này là ông jim bianco ông là nhà nghiên cứu thị trường ông cho hay và nếu mà ai muốn biết đầu tư cái gì có lời nhất đó trong năm 2021 thì đó là cái chiếc xe mà đang nằm trên driveway hay là trong gara của nhà họ. Và ông Bianco, ông là chủ tịch của cái công ty Bianco của Theo Research trả lời những cái phỏng vấn của đài. Bữa hôm thứ năm tuần trước giá xe cũ đó nó tăng nhanh hơn cái thị trường chứng khoán. Và mới đây thì nó tăng nhanh hơn vài loại tiền ảo. Ông ta đưa ra những cái chi tiết sau khi mà ông phân tích những cái chỉ số mà xe hơi cũ ở bên uh, Manhattan và trong 4 tháng qua giá xe hơi cũ nó tăng hơn 20%, không chỉ nhiều hơn S&P mà nó còn nhiều hơn Bitcoin. Ông này ông nói tính tới ngày 15 tháng 12 theo những cái dữ liệu mới nhất mà chúng tôi có đó thì giá xe hơi cũ nó đang ngày càng tăng, chưa có cái dấu hiệu nào mà dừng lại ít nhất cho tới thời gian này. Giá của Bitcoin nó tăng khoảng 5% trong 4 tháng qua tính tới thứ năm tuần trước. Và cái chỉ số mà chứng khoán của S&P 500 nó tăng 26% từ đầu năm cho tới nay và theo ông Bianco này có hai cái yếu tố mà chính nó khiến cho giá xe hơi cũ nó tăng yếu tố thứ nhất đó là giá xe hơi đó mới thì quá là cao do những cái cung nó không có đủ cầu và công ty Kelly Blue Book báo cáo giá xe hơi nó đang cao chưa từng thấy trong tháng 11 giá trung bình của xe hơi mới đó là 46.320 còn giá của xe cũ là 27.569 nó tăng 27% so với lại tháng 11 của năm ngoái. Thì cái yếu tố thứ nhì đó là tình trạng mà mua xe hơi cũ để đầu tư. Hiện nay nhiều người họ đổ xô đi mua xe hơi cũ để mà đầu tư. Ông này ông lưu ý như vậy. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu của thị trường này đó cảnh báo là giá xe hơi cũ nó cao bất thường, hiện tại có thể là chỉ là như mà chỉ giống như là bong bóng. Nó có thể đẩy những cái dấu hiệu bong bóng, ông nói. Xe hơi cũ lẽ ra là cái thứ mà mất giá chứ không phải là tăng giá. Vậy mà năm nay giá xe hơi cũ nó tăng từ 49 cho tới 50%. Như là ông ông Benko không có thể nào mà dự đoán khi nào thì giá xe hơi cũ nó ngừng tăng. Có thể là nó kéo dài thêm một năm nữa hay chỉ là hai tuần. Ông nói, cái tình hình hiện nay có lẽ là bong bóng mà thôi. Vì sao? Quebec, Quebec đó quý vị, cho phép nhân viên y tế mắc COVID-19 đi làm thì lãnh đạo của cái cư, cơ quan y tế của cái tỉnh mà Quebec này của Canada ngày 20 ngày 28 tháng 12 cho biết là những cái nhân viên mà y tế dương tính với lại cái con Covid-19 này có thể tiếp tục làm việc để mà đảm bảo những cái công suất của bệnh viện. Theo thông tin từ CBC thì giới chức của Quebec là cái tỉnh mà đông dân thứ hai của Canada có cái kế hoạch áp dụng những cái chính sách mà nói trên đối với lại toàn bộ người lao động thuộc những cái lĩnh vực mà thiết yếu trong vài tuần tới. Và Christian là hạ nghị sĩ của cái thành phố này cho biết là những cái quy định này là một cái hình thức mà phòng chống rủi ro trong cái bối cảnh mà hệ thống y tế của cái tỉnh này là của Quebec đó ghi nhận là hàng nghìn trường hợp xin nghỉ phép liên quan tới Covid-19. Và theo cái người mà hạ nghị sĩ này, Dubin thì tính tới ngày 27 tháng 12 khoảng 7.000 những nhân viên mà chăm sóc sức khỏe ở bên Quebec phải nghỉ việc do những cái tác động của Covid-19. Cái con số này nó dự kiến nó tăng lên từ trong những cái ngày tới. Và ông Duby ông cho biết đó, giới chức của Quebec đã đàm phán với lại những cái công, những cái công đoàn trong những cái ngày qua về cái việc mà thay đổi chính sách nghỉ phép theo ông những cái bên mà thống nhất rằng cái việc mà cho phép người lao động tiếp tục làm việc là cái cách mà duy nhất để mà ngăn ngừa cái thiệt hại lâu dài và cho những cái người mà cần sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì bên cạnh đó cái quy định mà cho phép cái người lao động này tiếp tục làm việc hay là không sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Thực tế là số bệnh nhân ngày càng tăng, trong khi đó lượng nhân viên điều dưỡng lại giảm. Ông ta nói, nếu mà muốn giữ an toàn cho xã hội, chúng ta buộc phải cho phép những người nhân viên y tế này tiếp tục làm việc. Ông tiến sĩ Horacio Aruda, ông là giám đốc của cái cơ quan y tế của Quebec. Ông cho biết là sở y tế của tỉnh này đã đặt ra cái thứ tự mà ưu tiên để mà hướng dẫn những cái nhà quản lý quyết định xem ai có thể trở lại làm việc và ai nên tham gia vào cách ly. Đó là cái tình hình đó quý vị. Tình hình này xảy ra ở Canada nha quý vị. <laughs> bị Covid-19 vẫn phải đi làm tại vì thiếu nhân lực quá. Một ngày không biết là bao nhiêu người xin nghỉ vì Covid-19. Nói chung là họ bị Covid-19 họ xin nghỉ không có thể nào mà nói là không được quý vị. 7.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe của Quebec phải nghỉ việc do những cái tác hại của Covid-19. 7.000 nha quý vị. Rất là nhiều. Nên bây giờ ai mà bị nhiễm COVID-19 mà không có bị nặng là họ vẫn cho phép đi làm, vẫn cho phép đi làm như là bình thường. Và một cái thông tin bữa qua CDC của Mỹ họ đưa ra thì thì họ nói là những người mà bị COVID-19, bây giờ mình chỉ cách ly 5 ngày mà thôi quý vị ạ. À. Lúc trước là cách ly 10 ngày, 14 ngày, xuống 10 ngày, giờ còn 5 ngày mà thôi. Có thể tiếp xúc với những người xung quanh hoặc là đi làm việc nếu mà không có bị những cái bệnh nặng đó những cái trường đại học ở Mỹ nha quý vị mình không ngờ mình đọc điêu, mình thấy cái điều này nó cũng rất là tốt cho ai mà có con em muốn đi du học những đại học của Mỹ nè miễn học phí cho sinh viên quốc tế thì cái đại học là cái đại học mà Biri Deep Ring đó hay là cái viện mà âm nhạc của uh, Curtis đó là những cái nơi có thể mà giúp cho bạn thực hiện hóa được cái ước mơ du học Mỹ với lại cái tài chính hạn hẹp không có thể nào phủ nhận được du học sinh rất là tốn kém đặc biệt là ở Mỹ tuy nhiên một số cái cơ sở giáo dục trên khắp đất nước cung cấp những cái gói mà hỗ trợ tài chính bao gồm toàn bộ học phí và trong một số những cái trường hợp đó là tiền ăn ở, tài liệu học tập, thậm chí là cả thực phẩm. Nhiều cái trường hợp trong số này yêu cầu sinh viên đăng ký vào những cái chữ, những cái chương trình mà việc làm để mà bù đắp những cái hỗ trợ tài chính. Và điều này cũng có thể là giúp cho thúc đẩy những cái triển vọng nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Và số 1 đó là đó là <laughs> Biri College Đại học của Biri đó nó ở bên tiểu bang của Kentucky. Thì cái trường Billy College này nó miễn học phí cho tất cả những cái người mà sinh viên theo cái lợi hứa miễn học phí. Uh, theo cái lời, lời hứa là miễn học phí và chương trình này là cung cấp học bổng lên tới 176.000 đô la Mỹ trong suốt 4 năm học sinh viên. Ngoài ra nhà trường cũng hỗ trợ rất là nhiều cái công việc được trả lương trong suốt cái năm học. Và cũng có những cái công việc mà dành cho những sinh viên vào mùa hè để mà họ trang trải những cái chi phí cần thiết và trường tiếp theo như quý vị số 2 là Curtis uh, Institute này nó là cái, cái trường mà viện âm nhạc Curtis nếu mà có năng khiếu và dự định học âm nhạc tại Mỹ thì bạn có thể là đăng ký vào cái trường này thì cái trường này nó có trụ sở tại Philadelphia nó cung cấp học bổng toàn phần trên trên cái thành tích cho tất cả những sinh viên bất kể cái khả năng tài chính ra sao số tiền nó thay đổi hàng năm Tuy nhiên cái học bổng này nó chỉ bao gồm học phí, sinh viên có thể đăng ký học bổng dựa trên cái nhu cầu và để mà trang trải cho cái chi phí của sinh hoạt. Thì tất cả những sinh viên này nhận được cái hỗ trợ tài chính phải làm việc trong cái chương trình để bù đắp lại một phần cái hỗ trợ tài chính của họ. Thứ ba đó là deep ring, deep ring college. Thì cái đại học deep ring này nó có thể là một trong những cái trường đại học mà nhỏ nhất ở Mỹ với là ít nhất là ít hơn 30 sinh viên theo học ở đó số lượng sinh viên nhỏ trường cung cấp vào học bổng 50.000 50 đô la Mỹ cho một năm cho mỗi em, bao gồm học phí, ăn ở, sinh viên sẽ phải trả một cái khoản mà đặt cọc nhỏ để mà đảm bảo không có gây ra những cái thiệt hại và không có không có chạy những cái chi phí sách vở, không có trang trải những cái chi phí sách vở, đi lại bảo hiểm y tế. Tuy nhiên nếu mà không có thể mà trang trải chi phí này Tại vì bất kỳ cái lý do thì những cái hỗ trợ tài chính này dựa trên cái nhu cầu luôn sẵn sàng và một cái trường nữa đó là College of the Arts thì cái trường này nè quý vị nó là cái trường mà nó là cái trường tư thục thuộc cái nhóm trường mà mai vũ sẽ có gì mai vũ sẽ copy những cái tiêu đề của cái trường đại học này thì quý vị có thể đi vô trong đó và quý quý vị nếu mà ai có nhu cầu đó mình chỉ cần đánh vô cái tên của trường thôi mai vũ nghĩ là nó có cái thông tin ở đó nha, quý vị. thì cái trường đại học này nè, là cái trường mà tư thục thuộc cái nhóm trường khai phóng Uh, nó hay nó còn gọi là LAC đó ở bên Missouri những cái người mà không có phải là công dân của Mỹ có thể là nộp đơn để xin học bổng và tất cả sinh viên chính quy toàn thời gian tại cái trường này có thể tham gia vào cái chương trình vừa học vừa làm trong cái khuôn viên với lại 15 giờ mỗi tuần và có 2 tuần được làm việc 40 giờ ở mỗi năm học công việc tại cái trường này cùng với là học bổng của của cái trường mà cost of education đó sẽ giúp cho sinh viên trang trải được toàn bộ cái chi phí giáo dục. Tiền ăn ở, lệ phí, sách vở không có được bao gồm trong cái học bổng này. Ngoài ra thì Mỹ có rất là nhiều những cái học phí thấp hoặc là cung cấp những học bổng mà hào phóng với lại sinh viên quốc tế, chẳng hạn như là tại sao của Texas College, đại học phía nam của Texas. Học phí dành cho những cái người sinh viên quốc tế đó hiện tại bây giờ cái mức là 4.200 đô la trên một năm. Nó rẻ hơn đáng kể so với lại là phần lớn những cái trường học khác ở Mỹ và những cái trường khác thì nó có cái mức học phí nó thấp bao gồm oh, những cái đại học của california california này quý vị university long beach đại học của bang california long beach kansas uh, state university đại học của tiểu bang uh, kansas đó và đại học của tiểu bang mà uh, oco đó là california california state bao gồm oco oco state university rất là nhiều trường có những cái thứ hạng cao như là đại học columbia và đại học stanford cũng cung cấp những cái cái khóa học và cái chương trình và trực tuyến miễn phí có thể phù hợp với là những cái sinh viên không có thể nào tới mỹ và hầu hết đó những cái đại học này đại học mỹ này nó cung cấp những cái hỗ trợ tài chính dưới một số những hình thức khác. tại vì vậy bạn nên liên hệ với lại trường học trường mà mong muốn và hỏi xem mình có thể đủ điều kiện để mà nhận những cái gói hỗ trợ nào khi mà sinh viên uh, quốc tế khi là sinh viên quốc tế. Rất là tốt cho những cái thông tin của những người học sinh du học mà không có khả năng nhau quý vị. Thì mình có thể liên hệ với những cái trường đó để mình được đi qua Mỹ học với cái giá mà rẻ đó có học bổng. Khu cảnh báo nguy cơ từ cái con biến thể Omicron này rất là cao. Thì số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu nó tăng thêm 11% trong tuần qua. Trong cái bối cảnh Omicron nó tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Và Tổ chức Y tế Thế giới hay còn gọi là WHO đó ngày 29 tháng 12 cảnh báo cái nguy cơ mà tự biến thể Omicron này rất là cao sau khi số ca nhiễm COVID-19 nó tăng thêm 11% trên toàn cầu trong cái tuần qua. Omicron là cái tác cái tác nhân mà gây gây ra những cái gia tăng số ca nhiễm tại một số nước, trong đó có cái nơi mà Omicron nó đã vượt qua cái biến thể Delta. Và theo F, theo AFP dẫn theo những cái thông tin cập nhật từ cái tình hình mà dịch tễ hàng tuần của hu đó à, cái nguy cơ mà tổng cái tổng thể nó liên quan tới cái biến thể đáng lo ngại omicron này nó vẫn rất là cao chứng cứ cho thấy omicron nó có lợi nó có lợi thế hơn delta và nó tăng gấp đôi trong 2 cho tới 3 ngày với lại cái số ca cao nó tăng tại nhiều nước như là nước anh nước mỹ nơi mà biến thể mới này nó đang vượt trội và số ca tăng đó dường như là một cái một kết hợp giữa cái việc tránh miễn dịch và bản chất gia tăng cái mức mà lây nhiễm của biến thể mới Omicron theo hu thì cái nghiên cứu cho thấy là biến thể Omicron này nó cũng có thể gây ra bệnh nặng như là biến thể Delta và hu nhấn mạnh về số ca nhiễm thì nó giảm 29% ở Nam Phi cái quốc gia mà đầu tiên thông báo về Omicron vào ngày 24 tháng 11 dữ liệu ban đầu từ Anh, Nam Phi và Đan Mạch ba nước có cái tỷ lệ mà lây nhiễm trên đầu người cao nhất cho thấy là có cái việc mà giảm cái nguy cơ nhập viện từ Omicron so với lại Delta. Tuy nhiên vẫn cần thêm những cái dữ liệu về những cái tìm để mà tìm hiểu rõ về cái mức độ mà nghiêm trọng của Omicron trong cái việc gây ra nhập viện cũng như là tác động từ những cái người mà đã hồi phục hoặc là đã tiêm vaccine liên quan tới tình hình COVID-19 tại Mỹ Đài CNN đó đưa tin Mỹ đã ghi nhận số ca trung bệnh 7 ngày đạt cái mức cao nhất là 254.496 ca vào ngày 22, 28 tháng 12 và cái kỷ lục mà đáng lo ngại trước đó là 251.989 ca vào ngày 11 tháng 1. Chuyên gia phân tích y tế của uh, Jonathan <laughs> Reiner của CNN cho rằng Mỹ có thể là chứng kiến tới nửa triệu những cái ca nhiễm trên một ngày trong ngày mùng 7. Trong 7 cho tới 10 ngày tới, những cái chuyên gia dự báo rằng những cái người mà đã tiêm vaccine và những cái mũi tăng cường sẽ không có bệnh nặng. Một cái thông tin tiếp nữa, vì sao có một số người đó quý vị, họ mắc, um, có một số người không có mắc COVID-19 mặc dù những người đó tiếp xúc với những cái thành phần mà nhiễm COVID mà người ta không có bị nhiễm bệnh thì cái nghiên cứu của Đại học London chỉ ra một cái số người không có mắc COVID-19 cho dù họ tiếp xúc với những ca F0. Đó là do những cái hoạt động của tế bào T, tế bào bạch cầu trong cái cơ thể. Khi mà thấy <laughs> chồng mình ngã gục trước cầu thang, người này tên là Thais, thì sống ở bên Apollo, Brazil đã chụp lấy cái chiếc máy đo nồng độ oxy chỉ số của anh ấy đó, Eric, chồng của cô ta thấp hơn 8 điểm so với lại đầu giờ, đầu giờ sáng và trông anh cực kỳ mệt mỏi khi mà nhìn thấy nồng độ 90% trên cái máy. Tôi không có thể nào mà chờ đợi được nữa mà gọi xe cấp cứu ngay, người này kể lại như vậy. Cái kết quả mà chiếu ở bệnh viện cho thấy đó Eric, 44 tuổi, đã bị tổn thương phổi nặng. Có cái khả năng nhiễm NCOV trước đó một tuần. Và anh bị đông máu và phải thở oxy ở bên ICU. Nhiều ngày tiếp theo, xong cái điều mà khiến cho bác sĩ chú ý không có phải là tình trạng của anh ta, họ ngạc nhiên tại vì Andrew D vẫn âm tính với lại cái con virus này sau nhiều lần xét nghiệm khi mà tiếp xúc với là chồng tại nhà, cô chưa bao giờ đeo khẩu trang và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà cô này có né được uh, COVID-19, cô từng tham gia vô một cái cuộc họp mà tại một cái đại học của Apollo có những cái ca F0, sự kiện sau đó trở thành cái cụm dịch mà nhỏ với lại nhiều ca nhiễm. Dù vậy, xét nghiệm của người này vẫn cho kết quả âm tính. Và những cái trường hợp như vậy khiến cho giới chuyên môn tò mò. Họ cho rằng Enradi và một số người có thể là kháng với lại cái con Encov. Và tự nhiên đó, tự nhiên do yếu tố di chuyển hoặc là hoạt động của cái tế bào miễn dịch. trí nhớ của tế bào ti, nghiên cứu của Đại học London của nước Anh công bố hôm ngày 27 tháng 12 thực hiện trên 731 nhân viên y tế trong những cái đợt mà bùng phát đầu tiên và kết quả cho thấy 58 người xét nghiệm âm tính dù họ làm việc liên tục trong cái môi trường có nguy cơ cao và theo những cái nhà khoa học thì họ đã tiếp xúc với lại những cái những cái những cái mầm bệnh này từ cái con virus corona khác trong quá khứ như là cúm và có trí nhớ miễn dịch trí nhớ của tế bào ti nó sinh ra khi mà một số người đó mắc cảm cúm có thể là được kích hoạt tại khi kích hoạt lại khi mà tiếp xúc với lại cái con ncov và tế bào miễn dịch tế bào mà miễn dịch này nhận diện được protein trong cái bộ máy mà sao chép của những cái con virus corona phản ứng đủ mạnh để mà đẩy lùi cái mầm bệnh này ở cái giai đoạn sớm nhất như vậy họ loại bỏ được virus khỏi cái cơ thể trước khi mà nó gây ra bất kỳ cái tổn hại nào và ncov nó không có tồn tại trong cái niêm mạc mũi hoặc là họng đủ lâu để mà phát triển thành cái triệu chứng hệ miễn dịch cũng không cần tiết ra những cái kháng thể dẫn tới cái kết quả mà test nhanh hay là PCR đều âm tính. Những cái người này tiếp xúc với lại virus đủ để kích hoạt một phần của cái hệ thống miễn dịch nhưng mà không có đủ để có những cái triệu chứng. Alexander, phó giáo sư về những cái công nghệ y sinh tại cái đại học của Reading cho biết và Leo Leo wading giáo sư của Đại học London là tác giả chính của cái nghiên cứu cho biết mọi người đó đều nghe nói về những cái ca mà tiếp xúc gần với F0 nhưng mà không có nhiễm virus. Điều chúng tôi chưa có rõ đó là những cái trường hợp này có thực sự là kháng cái con virus không? Hay là họ loại bỏ virus trước khi mà những cái xét nghiệm thông thường có thể phát hiện? Và nghiên cứu mới đã giải đáp được những cái câu hỏi đó ở cái người mà từng mắc cúm trong quá khứ tế bào T đã hoạt động mạnh và ghi nhớ cái con virus corona nói chung giúp loại bỏ cái con ncov khỏi cơ thể và những cái nhà khoa học cho rằng cái công trình này là cái nền móng để mà tạo ra cái loại vaccine nhắm cái mục tiêu vào tế bào T có cái khả năng bảo vệ lâu dài thay vì phản ứng kháng thể sẽ suy yếu theo thời gian yếu tố di chuyển thì cái giả thuyết thứ hai đó là được đưa ra trên những cái đặc điểm di chuyển những cái nhà khoa học cho rằng một số cái người mà sở hữu cái bộ gen này có cơ có cái cơ chế để kháng virus. Tháng 1 của năm 21, chuyên gia Đại học của New York và cái trường mà uh, Iken ở bên Maosina Sinai đó xuất bản ra một cái nghiên cứu trên cái tạp chí của Cell cho thấy là cái gen mà RAB7A ở người là cái thành phần mà quan trọng Ncov sử dụng để mà xâm nhập tế bào và RAB7A này tồn tại trong cụ thể là ACE2. Khi mà virus lây nhiễm và đầu tiên đó chúng gắn protein gai của mình với lại à, với cái thụ thể này. Ở một số người đột biến trên RAB7A khiến cho thụ thể của ACE2 không có hoạt động. Vì vậy cái con encop này nó không có tìm được cái nơi để mà gắn kết và di vào đi vào tế bào và giới chuyên gia từng ghi nhận hiện tượng này đó ở người nhiễm HIV. Họ xác định cái đột biến này hiếm gặp đã vô hiệu hóa thụ thể CCR5 ở những cái tế bào bạch cầu nó ngăn cái con virus này xâm nhập và phát hiện này thì thực sự là hữu ích nó là một cái tiền đề của cái loại kháng HIV Mary, chuyên gia di chuyển miễn dịch tại cái phòng thí nghiệm của quốc gia cho biết Thế giới cũng ghi nhận những cái người mà khỏi hoàn toàn HIV sau khi mà được cái ghép tủy xương từ người mà hiến tặng có cái gen kháng virus. Và những cái người mà sở hữu cái gen kháng encode đó có phản ứng miễn dịch rất là mạnh, đặc biệt là ở tế bào mà niên mạc mũi, cái nơi mà virus này tiếp xúc đầu tiên. Chuyên gia một cái người chuyên gia về miễn dịch tại cái quỹ mà nguyên cứu y sinh của cái đại học mà ITEN cho biết một cái số người có cái gen ngăn cái con virus này sao chép hoặc là phá vỡ RNA của virus trong tế bào. Đó là tình hình người ta phân tích tại sao có một số người đó vị họ có cái kháng thể trong người họ cho dù họ có tiếp xúc với những người mà bị nhiễm Covid-19 nó cũng không có thể nào mà lây lan được. Thì đó cũng là những cái nêu mà Mai Vũ cập nhật được. Mai Vũ cảm ơn rất là nhiều những cô chú và anh chị đã theo dõi video của Mai Vũ tới giờ này. Quý vị nhớ là hãy bấm cho Mai Vũ một cái like nha quý vị, cái like, cái nhấn thích đó. Nó hoàn toàn miễn phí. Còn ai là lần đầu tiên ghé kênh Mai Vũ thì hãy bấm cho Mai Vũ một cái đăng ký. Nhấn like, nhấn thích mình chỉ bấm mỗi video một cái. Còn đăng ký mình bấm một lần duy nhất thôi nha quý vị. Là mình có thể cập nhật được cái thông tin mới nhất từ Mai Vũ. Cho Mai Vũ tổng chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau. Bye bye, I love you all, bye bye.